Xin chào các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tôm mỡ mắm tỏi ớt nhé. Món này các bạn có thể ăn chung với cơm nóng hoặc là ăn với bánh mì cũng rất là ngon nhé. Nguyên liệu hôm nay mình chuẩn bị 800g mỡ heo. Mình đã rửa sạch và lọc da ra rồi nha các bạn. 2 thìa canh đường tương đương với 50g. 2 thìa canh nước mắm tương đương với 40g. 1 thìa cà phê muối, mình lấy 1 thìa gạt thôi nha. 1/2 thìa cà phê ớt bột. Ớt bột này là ớt bột không cay, các bạn có thể sử dụng hoặc không sử dụng đều được ha. Mình sử dụng ớt bột để tạo màu nhé. Vài trái ớt hiểm, 3 củ hành, 5 tép tỏi. Nước sôi rồi mình sẽ cho hành đập dập vào nha các bạn. Mình cho hành vào luộc cho thơm nha. Mình trụng sơ mỡ là được rồi, mình không cần luộc chín quá nha các bạn. Mình trụng khoảng 5 phút là được rồi nha các bạn. Khi mà mỡ đã săn lại như thế này là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Mình vớt ra và cho trực tiếp vào trong thau nước lạnh này luôn nhé. Sau khi đã vớt mỡ ra và để ráo thì bây giờ mình sẽ cắt nhỏ ra nhé. Mình cắt miếng khoảng như vậy là vừa rồi nha các bạn. Khoảng 2 cm nhé. Mình cắt miếng to to một xíu để xíu nữa mình chiên thì nó sẽ teo lại nha các bạn. Mình cắt thành miếng vuông như thế này ha. Sau khi đã cắt mỡ thành từng miếng như thế này, đây mình cắt thành một từng miếng vuông như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 1 thìa cà phê muối vào ha. Mình cho ít thôi bởi vì cho vô nhiều thì nó sẽ bị mặn nha các bạn. Mình trộn đều lên nhé. Mình làm nóng chảo trước nhé các bạn. Khi chảo nóng rồi thì mình sẽ cho tóp mỡ vào thắng ha. Các bạn thắng tóp mỡ ở lửa vừa thôi nha. Mình đừng có để lửa to quá. Sau khi mình đã thắng được 10 phút thì tóp mỡ sẽ như thế này ha các bạn. Đã ra khá là nhiều mỡ rồi nè. Và mình vẫn cứ tiếp tục đảo như thế này cho đến khi tóp mỡ vàng đều nha các bạn. Sau khi mình đã thắng tóp mỡ được 20 phút thì tóp mỡ sẽ như thế này nha các bạn. Khi mình thắng lên thì mình tóp mỡ teo lại bằng 1/3 miếng lúc ban đầu mình cắt thôi ha. Bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn. Mình vẫn đang để lửa và mình vớt tóp mỡ ra nha. Các bạn đừng có tắt bếp ha. Mình vớt ra một cái đĩa được lót giấy như thế này để thấm mỡ ha các bạn. Các bạn xem nè. Đĩa tóp mỡ của mình như thế này đã rất là hấp dẫn rồi nè. Rồi mình sẽ quay gần cho các bạn xem nha. Rất là thơm luôn đó các bạn. Mình sẽ ăn thử một miếng nha.
giòn giòn mặn mặn ăn rất là ngon luôn đó các bạn. Tôm mỡ như thế này mà mình cho vào hủ tiếu Nam Vang ăn chắc là tuyệt vời lắm ha. Bây giờ mình sẽ băm tỏi ớt. Mỡ lúc nãy mình thắng tóc mỡ các bạn, mình giữ lại khoảng 2 thìa canh để mình phi tỏi ớt nha. Dầu nóng rồi thì mình sẽ cho tỏi vô phi trước. Mình phi tỏi cho xe mập là được rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt vào luôn. Khi tỏi và ớt đã vàng rồi thì bây giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Đường và ớt bột. Đường đã tan hết rồi thì bây giờ mình sẽ cho tóc mỡ vào. Khi mà mình cho vào đảo nước mắm quẹo lại như thế này là được rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nhé. Vậy là mình đã có một đĩa tóc mỡ mắm tỏi ớt thơm ngon rồi này các bạn. Món này mà dùng chung với cơm nóng thì siêu siêu ngon luôn nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công và đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!